Xin chào, xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video mới nhất của Thanh trong ngày hôm nay. Hôm nay thành có một số thông tin về đồng bay muốn giới thiệu, muốn gửi đến tất cả mọi người như sau. Thông tin đầu tiên là trên cái tài khoản Bi quốc có dòng trạng thái như sau. Hôm nay là ngày đánh giá cao mốt người điều hành bay rất cần thiết cho sự thành công của đồng bay. Hãy ăn mừng cùng chúng tôi trên màn hình chính của bay, nơi chúng tôi chia sẻ một video dành riêng cho các mốt và những đóng góp của họ nghĩa là cô tim muốn uh, ca ngợi những uh, người đã điều hành của cộng đồng bi những người giúp cho có bio có thể uh, trời có câu hỏi mà biểu gặp khó khăn trong quá trình đầu bi cũng như trong quá trình cây xe. và uh, bây cô tim đánh giá cao những người như vậy và trên màn hình của bi nó có nó có ngày có dòng động thái sau là ngày thứ sáu đầu tiên của tháng 2 là cái ngày này để để cảm ơn bi để cảm ơn bi đây là một cái điều rất là tuyệt vời vì uh, những người đi hành mốt của bê những người đi hành mốt của bê họ có một cái tình một uh, có cái sự trách nhiệm cao trong quá trình mà Uh, ra đời của dự án cũng như hỗ trợ cho công việc của, của team hỗ trợ cho Bionia thì xung quanh cái dòng trọng thái của, của 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 team thì có những cái dòng không comment như sau của những Bionia gọi là yêu yêu bi nồng họ thật sự giúp đỡ nhiều người tiên phong cảm ơn tất cả những người điều hành thông qua họ tôi đã có thể thiết lập một ứng dụng nốt Thứ hai, tôi cũng vậy, nó được đầy đắp xứng đón, chờ vào câu hỏi thường gặp về nốt của, của nhóm nâng cốc. Tiếp theo, chúng tôi rất vui khi được cùng nhau xây dựng BI ở giai đoạn quan trọng như vậy trong hành trình của BI. Xem video dưới đây để ăn mừng với tôi. Tiếp theo là, rất cảm ơn, có mốt rất nhiều về những cống hiến không mệt mỏi để BI ngày còn hoàn thiện hơn cho một tương lai, BI Mainnet. À, Họ đã nhanh tiến bộ của IC, tạo bước đột phá đi đầu công nghệ trên toàn thế giới trong năm 2023 này trân trọng hoặc là cái dòng trạng thái là rất cảm ơn Công bố rất nhiều về những cống hiến không mệt mỏi để bay ngày còn hoàn thiện hơn cho một tương lai bay mày cảm ơn nhà sáng lập và đội ngũ đã cống hiến tận tình cho bọn bay Tôi yêu các bạn chúc mọi người thật nhiều sức khỏe hạnh phúc và thành công chúc mừng cống bố toàn cầu nhiều niềm vui và hạnh phúc đây là những cái lời cảm ơn của các bay unia đối với những người điều hành mốt đó là thông tin đầu tiên là dòng trạng thái của tim hoặc là đánh dấu cái sự người coi những mốt những người đó điều hành bi và thứ hai đó là lời cảm ơn của các billionaire đối với mốt thông tin thứ hai cũng nói về thông tin đó trên cái tin tức bitcoin -E cũng có dòng trạng thái là mẫu thứ sáu đầu tiên của tháng hai tim kỷ niệm ngày tri ân người điều hành hàng năm. Chúng tôi cảm ơn tất cả những người điều hành vì những nỗ lực tình nguyện toàn cầu của họ để hỗ trợ người tiên phong đại diện cho cộng đồng khu vực, dịch nội dung cộng đồng và kiểm duyệt trò chuyển bi. Đó là thông tin uh, thứ hai, tức là cũng là dòng thông tin nói về là tri ân của những người um, của mốt, trị ân uh, những người điều hành bi đã được uh, bị cô tim đưa lên trong chủ tờ của mình. Thông tin thứ ba là một cái thông tin, một hình ảnh để nói lên uh, Bay sẽ đem lên một cái một cuộc cách mạng, uh, đem một cái thứ ánh sáng rất là dịu kỳ qua một cái bình cái ấm rất là đẹp. Đây là một cái thông tin để nói lên là một uh, một pioneer họ yêu bay yeah. và họ mong muốn bay sẽ đem lên một cái một cái thế giới tuyệt vời, một thế giới À, tươi sáng trong tương lai với nhiều màu sắc đó là những cái thông tin mới nhất về bay trong video này và trong quá trình mà bay của team đưa lên cái dòng trạng thái đó thì vẫn có một số cái thông tin đó là có bionia một số bionia chưa cây c và họ mong mỏi mong, mong chờ ngay được cái c và họ cảm thấy rất là rất là tất tối cũng như là thiếu cái sự kiên nhẫn tại vì họ chưa được cây c chỉ có một số billionaire may mắn thì chúng ta mới được cây c còn một số billionaire chúng ta vẫn chưa thì rất mong mọi người hãy chờ đợi vì vì cây c cần phải uh, ứng dụng cây c cần phải có thời gian hoàn thiện và quá trình làm dự án phải thật sự chỉnh chu, thật sự cẩn thận. Nếu không, dự án sẽ bị đổ vỡ. Và cuối video, thì thanh cũng có cái cây bản quyền internet download manager. Và một người muốn sở hữu cây bản quyền internet download manager chính hãng từ nhà sản xuất thì có thể gửi từ chính nhà sản xuất này, thì có thể gọi 250k để chúng ta sở hữu cái bóng quyền 1 năm, các bóng quyền một năm của phần mềm Internet Download Manager và sở hữu bóng quyền một năm này thì bạn sẽ có một phần mềm download thật tuyệt vời, không có bị lỗi và không giúp cho quá trình download của bạn ổn định, tránh trường hợp vừa download chưa xong download mà nó bị đứt hoặc là bị gián đoạn trong quá trình download. Thì rất mong mọi người nếu thấy video hay và nếu thấy cái sự tận tâm, sự mong muốn bơi sẽ thành công của tôi thì hãy cho một tạo một cái lượt like, một lượt subscribe để ủng hộ cho channel ADM một lần nữa xin chào mọi người hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo bye bye